Xin chào các bạn, mình là Sói Ngốc đây. Lần này tổ chương trình quyết định đưa anh đến một vùng hoang vắng nhất trái đất. Do cái tội lén dẫn bạn gái sang Việt Nam đi ăn phở không rủ anh em. Trông có vẻ anh ấy rất bất lực trên hoang đảo này. Ở trên một hoang đảo anh ấy sẽ ăn gì? Và sống sót như thế nào đây? Các bạn hãy cùng Sói Ngốc theo dõi cuộc thử thách lần này của anh ấy nhé. Tổ chương trình ném anh ấy xuống một hoang đảo của Thái Bình Dương. Ở đây giống như một nơi tách biệt với thế giới. Và thử thách sinh tồn ở đây trong vòng 60 ngày. Để xem giới hạn sinh tồn của con người nơi hoang dã ra sao. Từ khi đến đây, anh ấy chẳng nói gì và tổ chương trình quyết định tăng độ khó. Ngay từ đầu anh ấy không được mang theo trang bị gì, thậm chí là quần áo và ngay cả tóc cũng bị tịch thu. Vừa khi đặt chân lên hòn đảo, anh hắng giọng bình tĩnh lại và lên kế hoạch. Ba yếu tố sinh tồn trong tự nhiên đó là nơi trú ẩn, nước và thức ăn. Nước là thứ quan trọng nhất. Nhìn này, ở đây có một bùm dừa. Anh ấy nói rằng đây là món quà từ Chúa. Nhưng hiện tại quá cao không thể hái được. Đi dọc theo hàng dừa, anh phát hiện có một trái dưới đất. Không thể cưỡng lại, anh gõ cho nó vỡ ra và uống ngay. Hương vị rất ngon nhưng chỉ có một trái. Bây giờ là buổi trưa, mặt trời bây giờ nóng như thiêu đốt. Anh chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi. Nhìn phía trước thấy có một cái hang sâu, đây sẽ là nơi trú ẩn thích hợp nhất. Ad sung sướng ngủ thiếp đi cho đến mặt trời lặn. Tối đến anh ăn tiếp quả dừa lụm được khi sáng. Nó cũng rất ngọt, che mình bằng cỏ khô, xem như một cái chăn. Đó là cách mà anh ấy trải qua ngày đầu tiên. Khi anh ấy thức dậy, thời tiết thay đổi chóng mặt, gió lạnh không ngừng thổi. Ad đói quá, có mấy con ốc đang tán dốc trên tảng đá. Đói quá nên anh quyết định ăn sống. Anh bắt một con và nói lượng calo trung bình mỗi con ốc là 1 calo. Ăn một hồi anh được nạp hơn 3000 calo. Này mùi vị rất tệ, anh mong rằng thức ăn những ngày tới sẽ tốt hơn. Bỗng nhiên anh phát hiện một thứ gì đó, thì ra là nước mưa còn đọng trên đá. Anh cố gắng trèo lên để uống. Mặc dù hương vị có chút mặn, nhưng anh ấy không có lựa chọn nào khác nếu muốn sống. Hôm nay đã là ngày thứ hai. Anh ấy làm cái quần từ cỏ khô và vỏ cây và quyết định khám phá hòn đảo. Lối vào rừng đầy rác, chủ yếu là chai nhựa, nhưng trong mắt anh ấy tất cả đều là báu vật. Anh nhặt lấy hết bởi vì thế nào cũng sẽ dùng đến. Anh cũng phát hiện ra một con thằn lằn đang lười biếng. Anh kéo nó thức dậy, ai ngờ bị chảy một lớp da. Thế là em nó ngủ một giấc ngàn thu luôn. Ad nghĩ bây giờ đem chôn thì hơi phí, nên anh luộc nốt phần da còn lại. Mỗi con thằn lằn có thể nạp 26 calo. Nếu có lựa chọn nào khác, anh nhất định sẽ không ăn. Mùi vị phải nói là rất tệ. Anh nhìn chằm chằm vào cái đuôi bị gãy, nó vẫn đang vẫy chào anh. Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh cũng cho vào miệng. Thế là anh ấy vừa hoàn thành bữa ăn nhẹ trước bữa tối. Có vài trái dừa và một ít hải sản. Đó cũng được coi là một bữa ăn thượng hạng. Những trái dừa rụng ở trên đảo, nó gần như đủ để anh ấy ăn vài ngày. Anh ấy chặt cây bằng đá, anh đã chọn một cây dài dùng để hái dừa. Ad quay lại địa điểm tán dốc của mấy con ốc, nhặt một ít ốc để dành cho bữa tối. Ở kia cũng có một con chim đi kiếm ăn. Anh chưa kịp tặng cho nó một hòn đá. Do nguồn nước khan hiếm, anh lấy một số vỏ sò và đặt chúng ở khu đất trống để hứng nước mưa. Để lấy được nước ở trên vách đá, anh ấy sử dụng dây thừng và chai nhựa nhặt được làm hệ thống nước tự động. Có chút thời gian rảnh rỗi, anh tiếp tục khám phá hòn đảo. Đi được một lúc, anh phát hiện mấy con dê, là một đội 3 con dê đang đi tìm thức ăn. Anh thề là sẽ bắt được chúng. Anh cũng tìm thấy một ít củ khoai. 3 ngày nay thế là anh cũng được ăn no rồi. Được 5 củ khoai mỡ kích cỡ cũng khá to. Thông thường phải chiên mới ngon. Anh ấy dùng một cái nắp hộp làm dao, cắt khoai thành từng miếng và phơi khô dưới nắng. Phải chi có một ít muối tây ninh rắc lên thì sẽ có vị ngon hơn. Phơi được một lúc, đồ ăn nhẹ đã sẵn sàng. Anh không thể không nếm thử, hương vị tuyệt vời, giòn và ngon. Sau khi ăn xong, anh lấy chai nhựa, xé bỏ phần trên và đặt nó vào trong chai. Thế là thành một cái bẫy cá. Ở tình cảnh lúc này, đây cũng được xem là một ngư cụ tốt nhất. Sử dụng ốc làm mồi nhữ, anh sẽ đặt nó ở đây và lấy các hòn đá để giữ chặt lại. Trong thời gian chờ đợi, anh vào rừng làm công cụ tạo lửa. Tiêu chí của sự tiến hóa đó là liệu bạn có thể đốt lửa một cách độc lập và tạo ra công cụ của riêng mình hay không. Nhìn biểu cảm của anh là hiểu rồi. Thế là anh biểu diễn một màn khóc lóc tại chỗ. Bỏ qua việc nhóm lửa, anh lại đi hái dừa. Nhưng cây dừa quá cao, đã thử vài lần nhưng không thành công. Thất bại lần hai khiến anh rất tức giận, chỉ đành hét lớn một tiếng. Một chiếc áo dài bồng mọc ra từ đất, tuy rằng rất mỏng, nhưng ít nhất cũng che chắn được cơ thể khỏi cái nắng. Nhìn mặt trời sắp lặn, anh ấy liền đi kiểm tra bẫy. Đây là thành quả của 3 giờ qua. Có khoảng tầm 7 đến 8 con cá trạch. Do không có lửa nên anh lại phải đành ăn sống. Anh đã có chút do dự trong lòng. Anh vẫn nuốt nó, phân cảnh ghê tởm đó mình đã cắt đi. Hơi khác so với tưởng tượng, anh nói hương vị tương tự như cá khô. Bổ sung năng lượng, anh ấy bắt đầu làm việc. Lần này anh ấy thông minh hơn, anh khoét một lỗ trên cây bằng vỏ sò. Cùng với mũi khoan và dây cung trước đó, anh đã thành công có một hòn than đỏ.
Bây giờ chỉ cần đặt nó lên mùi nhùi và chỉ cần thổi lên. Sau 2 giờ chăm chỉ, anh ấy cuối cùng đã có lửa. Anh cảm thấy rất hào hứng. Bởi vì không phải ăn đồ sống nữa rồi. Mấy con dê này anh ấy có bắt được chúng không? Và bắt chúng bằng cách nào? Mời các bạn xem tiếp ở video tiếp theo nhé! Xin chào các bạn, quay lại với anh chàng Estafford. Anh ấy đã sinh sống trên hoang đảo hơn 10 ngày. Thật khó để tìm được hải sản, anh ấy không muốn chế biến theo cách thông thường. Không biết anh ấy có bỏ gia vị gì không? Tự nhiên biến thành một nồi súp màu vàng, Ed lắc đầu khi nhìn thấy nó. Đây là ngày thứ 12 anh ấy đến hoang đảo này. Dậy sớm, anh ấy thường uống một cốc trà nóng tự pha. Ở đây mấy ngày qua, anh ấy đã có nhiều ý tưởng. Đầu tiên là món dừa nướng, và có cả món khô luộc nước dừa. Anh ấy đã có một đôi dép, tuy có màu khác nhau nhưng cũng đỡ hơn là đi chân trần. Hiện tại trời rất nóng. Anh lấy cái áo quấn trên đầu giống anodin. Đi vào rừng, anh đào một cái hố sâu hơn nửa mét. Ở đây có mạch nước ngầm, anh lấy đầy một chai. Nhìn màu sắc có lẽ biết vị ra sao rồi. Anh hái một ít lá chanh bên đường. Giờ đã có thức ăn và nước uống, chỉ còn thiếu một nơi trú ẩn đàng hoàng. Anh ấy đã sống trong hang được nửa tháng, thường xuyên có gió lạnh nên anh quyết định xây nơi trú ẩn mới trong rừng. Thật may mắn, anh nhặt được một viên đá sắt nhọn, sẽ dễ dàng hơn trong việc chặt cây. Chặt được một chút, anh quyết định dùng thân mình để làm nó gãy. Đã dùng hết sức nhưng không hiệu quả. À, cuối cùng cũng làm được rồi. Đầu tiên anh sẽ làm khung nhà. Không có dụng cụ lột vỏ cây cũng rất khó khăn. Anh ấy nói rằng khá là mất sức sau khi thu thập được một ít cây và dây buộc. Nên anh quay lại hang và uống vài tách trà nóng. Đó như là được nạp năng lượng. Ốc và dừa đã cứu anh mấy ngày nay. Anh ấy nói chỉ ăn có thế thì không đủ năng lượng. Nên anh ấy dự định khi thủy triều xuống sẽ đi kiếm thức ăn khác. Bây giờ là buổi trưa nắng nóng, anh không muốn bị cháy nắng. Anh lấy một ít đất sét và thoa toàn cơ thể kể cả khuôn mặt. Khi đã sẵn sàng, anh đi ra bờ biển. Anh vớt từ biển lên một sinh vật anh chưa từng thấy bao giờ. Nhìn nó có chút xấu xí, chạm vào nó liền ra một chất dính màu trắng. Sống trên đảo hoang hơn 20 ngày, chưa bao giờ có một bữa ăn đàng hoàng. Anh quyết định đi lên phía bắc của hòn đảo. Ai có thể nghĩ, thức ăn ở đây rất phong phú. Nhìn con cua muốn chảy nước miếng, khoảnh khắc này anh cho rằng đây là khởi đầu mới. Anh phát hiện dưới tảng đá có con gì đó. Thì ra là một con lươn, nó cũng khá nhanh nhưng sao thoát khỏi bàn tay của anh ấy. Anh cảm thấy rất hưng phấn. Ngoài việc tìm được thức ăn, anh còn thấy có điều bất ngờ. Ở đây có bàn chải đánh răng và một trái bóng, tận dụng những hòn than. Anh nghiền than bằng hòn đá. Anh sẽ nghiền cho nó thật mịn, phải chi có một ít lá bạc hà thì sẽ có một loại kem đánh răng tốt hơn. Anh liền đánh răng trước camera. Sau khi làm sạch răng, món đầu tiên là lươn nướng. Mùi vị của nó rất thơm và ngon. Món thứ hai là sinh vật lúc đầu anh định đem về cho cô người yêu cũ. Sau khi nhớ lại anh mới biết đây là loài hải sâm huyền thoại. Điều kỳ lạ là nó phát nổ khi nướng. Vậy nên anh bỏ đi nội tạng, phần còn lại giống như một trái cà tím. Anh ấy không thể tả hương vị, mấu chốt của món này là khá dai. Tràn đầy năng lượng anh tiếp tục làm nơi trú ẩn. Căn bản thì khung nhà mới đã hình thành. Tiếp theo là củng cố khung của mái nhà. Vì công cụ trong tay duy nhất chỉ là hòn đá, nên việc thu thập cây trở thành vấn đề rắc rối. Nếu có một cái rìu thì sẽ làm nhanh chóng hơn. Bây giờ chỉ cần cắt được một chút anh sẽ dùng lực để bẻ. Lúc này anh cảm thấy rất mệt mỏi. Tối đến anh ấy không ngừng ngáp. Làm mình cũng muốn ngáp theo. Anh cũng sử dụng quả bóng này để làm cái gối. Đầu anh sẽ không phải nằm trên cỏ khô nữa. Sau đó anh ấy lăn ra ngủ. Anh rất hào hứng vì tìm được rất nhiều dừa. Và có một quả rất lạ. Không biết là có ăn được không. Anh lấy hòn đá đập vỡ nó. Vỏ quả này cũng không cứng lắm. Bên trong là các hạt màu trắng. Anh ấy nếm thử và cảm thấy không ổn, chẳng có mùi vị gì. Anh suy nghĩ một lúc tốt nhất là không nên ăn khi không biết đây là quả gì, vứt bỏ sẽ tốt hơn. Anh ấy tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Vì quá đói nên anh xé một miếng lá sọ và ăn. Ngay lập tức anh thấy cả người không được khỏe. Nướu và lưỡi đều bị tê, toàn bộ miệng giống như bị ong đốt. Cảm giác thật là khó chịu. Cuối cùng thủy triều đã rút. Anh lại bị con lươn cắn chảy máu tay. Anh hoàn toàn không nói nên lời lúc này. Gió lạnh thổi làm cho anh ấy cảm thấy khó chịu hơn. Anh nhận ra phải làm xong nhà càng sớm càng tốt. Cơ bản khung nhà đã được làm xong. Vẫn còn thiếu mái nhà và mái hiên. Anh luôn có danh hiệu làm đồ thủ công rất khéo. Anh lấy thật nhiều lá dừa và đan lại với nhau. Kỹ năng phải nói là tuyệt vời. Nhìn anh ngồi đan giống các cô gái rừng Amazon. Bận rộn trong năm ngày, cuối cùng công việc cũng sắp hoàn tất. Mái nhà đã hoàn thiện. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt anh ấy. Hôm nay là ngày trọng đại để tân gia nhưng anh đã không hào hứng như mong đợi. Bởi vì anh nhận ra, đã một tháng kể từ khi bị ném vào hoang đảo. Anh em trong ekip không có một cuộc điện thoại để hỏi thăm. Chẳng lẽ họ giận anh luôn rồi sao? Anh càng nghĩ càng xúc động, nước mắt trào ra nơi khóe mi.
cảm xúc cũng nhanh đến và nhanh đi. Sau một hồi anh lại ngân nga một bài hát và bắt đầu làm công việc đan lá dừa. Cũng may mắn đào được mấy củ khoai. Vào buổi chiều anh chợt thấy mấy con dê không sợ chết. Nó dám chạy đến gần nhà của anh, thậm chí là ý ngay trước cửa nhà. Anh rất tức giận, dự định lấy vũ khí và bắt chúng ăn thịt. Bạn nghĩ rằng anh ấy có thành công bắt được chúng không? Mình là Sói Ngốc, hẹn gặp bạn ở phần cuối của thử thách này nhé. Anh ấy đã không đi vệ sinh trong nhiều ngày, bụng trướng như một cái trống, y như anh ấy đã mang thai được 6 tháng, nếu như nó to hơn nữa chắc có thể sẽ nổ tung. Anh lấy một hòn than ăn xem có đỡ hơn không, đêm đến anh lăn lộn trong đau đớn, anh đành lấy điện thoại vệ tinh ra, kêu cứu. Đội cứu hộ đã thấy anh ấy, đã kiểm tra và không thấy có vấn đề gì, chỉ cần uống ít thuốc tiêu. Những con dê trên đảo, đây là điều mà anh ấy phát hiện những ngày đầu. Anh luôn quan sát chúng từ xa, đôi khi có chút manh động. Anh nhặt một hòn đá, xem mèo mù có vớ được chuột chết không. Nhưng không được, con mồi luôn có ánh mắt coi thường anh. Nó luôn đứng xa ngoài phạm vi của anh ấy. Đây là bát canh ngọt nấu bằng nước dừa tươi, có cả khoai và lá chanh hoang dã. Anh cảm thấy mấy con dê như chọc ghẹo mình, thề rằng nay mai sẽ có món thịt dê. Vì tài nguyên trên đảo có hạn, nên anh chỉ làm một cây cung thô sơ. May thay, trước đó anh đã nhặt được một số dây thừng ở bãi biển. Sau khi rửa sạch sẽ, cọng dây nhìn như mới. Cuối cùng đã có một cây cung. Anh bắn thử vài phát. Sau đó anh ra bờ biển, mong nhặt được ít đồ mà sóng biển dạt vào. Vô tình thu được một can dầu ăn lớn và thành công cắt nó làm đôi. Sau khi làm sạch đáy, nó có thể được sử dụng như nồi nấu. Anh ấy đã nghĩ về nồi thức ăn rồi. Thịt dê bên trái và một bên là hải sản. Anh cũng nhặt được một cái đĩa. Anh mài nó trên đá. Sau khi vừa đủ bén, anh lựa chọn một khúc gỗ đẹp. Để thanh gỗ ở giữa làm cán và dùng vỏ cây để buộc chắc. Và không quên quấn luôn cái cán. Một vũ khí huyền thoại đã hoàn tất. Anh thử với một số vỏ dừa, hiệu quả rất tốt, rất nhanh gọn. Ăn buffet trên hoang đảo sẽ như thế nào? Có một cái càng cua to, kích cỡ bằng nắm tay. Các bạn cùng ăn cua dừa với anh ấy nhé. Anh ăn toàn bộ cái càng, thịt rất chắc và ngon. Anh cũng bắt được rất nhiều cua và ốc. Anh chọn một vài con may mắn. Sử dụng vỏ ngao để làm một cái chảo lớn. Đun sôi lên là đã có một phần súp hải sản ngon lành. Anh mất nửa tháng, đã trồng được cây môn, anh chăm bón rất cẩn thận. Trồng với sự chân thành, trồng nó rất tươi tốt. Ban đầu anh nghĩ, có thể sẽ ăn khoai trong vòng 60 ngày luôn. Lần này anh quyết định bắt con dê trên đảo. Anh cầm cung tự chế và từng bước tiếp cận con mồi. Ngắm thẳng vào một con dê, một phát bắn không chính xác. Kỹ năng thiện xạ còn rất kém, con mồi bỏ chạy và tất cả chạy sâu vào rừng. Anh rất thất vọng, đành tạm dừng bắt chúng và quay về trại. Trên đường về anh phát hiện có điều bất ngờ, có một con dê hoảng loạn chạy ra hướng biển và bị mắc kẹt vào dây leo. Anh chưa bao giờ thấy một hoàn cảnh như vậy. Anh sững sờ vài giây và không vội đến gần, hãy dám chắc rằng nó đang bị mắc kẹt, sau đó mới từ từ đi qua đó. Anh vui sướng đến tột độ, không ngờ trên đời lại có điều thú vị như vậy. Đưa nó trở lại trại, sau khi bỏ ra và nội tạng cũng còn khoảng 180 cân thịt. Lấy một ít xương to để nấu canh. Bạn biết đấy, anh ấy đã đến đây 40 ngày rồi, anh ta nặng 180 pound. Bây giờ trông anh ấy rất gầy gò và không cạo râu, như già đi mấy chục tuổi. Để bù đắp các chất dinh dưỡng bị mất, nội tạng dê rất giàu nguyên tố vi lượng, nên anh đã làm sạch một ít. Anh ấy đun sôi nó lên trong một cái nồi tự chế. Tiếp theo anh sẽ sử dụng tất cả sức mạnh sau khi ăn. Anh sẽ làm máng xối, ống nhựa màu đen này là vật liệu được sưu tầm từ lâu. Bây giờ nó cuối cùng cũng có ích. Sản phẩm cuối cùng là như thế này. Nước mưa đi qua ống tre sẽ chảy vào một cái xô nhựa ở cuối. Một cái thùng lớn có thể dự trữ nước ngọt lâu dài. Đến bữa ăn, anh nghĩ ngay đến muốn ăn cái đùi dê. Bó tay luôn, ông trùm sinh tồn này muốn biến chương trình này thành chương trình ẩm thực, dành cho các chuyên gia sành ăn hay sao? Một cái đùi dê nướng to tướng, cắn ăn một miếng, rất thơm và ngon. Nó ngon đến mức anh vừa ăn mà còn có thể chảy nước miếng. Đây là cách chế biến thịt nướng của anh ấy. Anh đào một cái lỗ trên mặt đất và lấp đầy nó bằng than củi. Để cái đùi vào trong và đậy lại bằng những tàu lá dừa. Số thịt còn lại để đảm bảo không bị thối nên anh bảo quản bằng cách hun khói. Không cần vứt bỏ nội tạng, anh sẽ dùng để làm mồi bắt cá. Đây là cây dừa đẹp nhất trên đảo. Anh hái xuống tất cả để làm một nồi súp. Anh giải thích rằng, khi có điều kiện sống tốt, chúng ta cần phải tận hưởng. Hầu hết mọi người không ai ăn kiểu này. Ăn cá chiên trước, sau đó là món thịt dê. Sau khi ăn no anh làm cho mình một chiếc áo da. Anh ấy nói rằng anh là người đẹp trai nhất trên đảo. Và không ai có ý kiến gì. Sau một lúc tự khen, anh mang được một ít ống tre lên bờ, dự định sẽ làm bè ra khơi bắt cá. Đây là gia đình Baby Shark và suốt ngày chúng dạo chơi ở gần bờ biển. Sau 3 ngày thì chiếc bè cũng hoàn thành. Thật là không đơn giản chút nào. Sau khi kiểm tra, anh quyết định trèo ra biển. Những ngày còn lại anh sẽ bắt đầu sinh tồn trên bè. Vừa mới nghĩ đến thì có một cơn gió biển thổi mạnh ập đến.
có một con sóng đang đến, anh sợ đến mức rút lui vào bờ. Anh hoàn toàn từ bỏ ý định ra biển, còn mấy ngày ở trên đảo là tốt nhất. Thời gian đến ngày thứ 57 của thử thách, anh không nghĩ mình có thể mạnh khỏe như thế này. Có thể hít xả 50 cái. Anh cũng làm một chiếc giường nhỏ, đàn võ cây qua lại giữa hai cây, trải một tấm da, thế là đã có một cái giường. Đây là xoài xanh chưa chín, anh hái lấy ăn một trái, liền mất một cái răng. Tất nhiên điều này không ảnh hưởng anh ấy ăn ốc và thịt hầm, cười vẫn tươi và vẫn còn đẹp trai. Hôm nay là ngày cuối cùng của thử thách. Anh ấy đã xoay sở sống sót trên đảo hoang này trong 60 ngày. Một lúc nữa, ekip chương trình sẽ đến rước anh ấy. Đây cũng là một minh chứng thành công cho sức mạnh của chính mình. Khi về đến, anh sẽ mời anh em sang Việt Nam chơi. Mình là Sói Ngốc, hẹn các bạn ở các lần thử thách khác. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.